Thúy mà sao không là Thúy mà là Thí. Hài hước. Và hữu ích. Và cái thời điểm làm đồng là cái thời điểm nó gây hại nặng nhất. Cùng giải đáp những câu hỏi tưởng dễ mà khó về nông nghiệp. Nhện vé có mấy chân? 8 chân. Chính xác. Cùng góp sức vào các trò chơi kẻ 8 lạng 10 nửa cân. Ồ, dáng rất đẹp, y như người máy. Bứt phá ngoạn mục giành chiến thắng với các lộc giá trị cao nhất của chương trình. Mời quý khán giả đón xem chương trình Cùng Nhau Thái Lộc phát sóng lúc 17:40 Chủ nhật ngày 9/2 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.